được làm từ đường mía đúng không ạ? Vâng, chính xác, rượu rum được làm từ đường mía. Và mía thì có nhiều ở Cuba, bởi vậy nên rượu rum cái gốc của nó cũng là ở Cuba nhá. Rum Bacardi đây này. Đó. Đây là hai loại rượu sẽ sử dụng trong cocktail Pina Colada, được chưa ạ? Đây là gì đấy ạ? Các bạn nhìn thấy là nước gì ạ? Trong công thức của chúng ta chính là nước dứa ép đúng không ạ? Đấy, soda này tí nữa cô có đồ uống sau. Và cô có chuẩn bị ở trong này đó chính là sữa đặc các bạn nhé. Sữa đặc cô cho vào cái bình pot này cho nó dễ rót. Sữa đặc. Bình shaker. Đây ạ, dụng cụ. Và đá. Ly phục vụ. Cô lấy ra luôn đây. Để bên cạnh. Rồi. Cô đã sẵn sàng để thao tác chưa ạ? Sao các bạn, giờ cô đã sẵn sàng để thao tác chưa ạ? Vâng, sẵn sàng rồi đúng không ạ? The ingredients are rum, Malibu, pineapple juice and condensed milk, right? And the tunes are shaker then glass. Now method. Cách làm nhá. Đầu tiên cô sẽ phải đong rượu 4cl vào trong bình shaker. Cô sẽ phải dùng cái dụng cụ để rót. Dụng cụ để rót của cô ngày hôm nay lại bị lấy đi đằng kia. Phải lấy cái ly cốc cô ấy rồi. Đợi cô một phút. Cô sẽ dùng cái cốc đong đây nhá, bởi vì là cô trong này nó có đo lường này, vì cái dích đong của cô hôm nay lại bị cầm đi rồi, phải hỏi cầm đi rồi. Cô sẽ đong vào đây là rượu rum bao nhiêu ml các bạn ơi? How many centiliters of rum? Chung, how many centiliters of rum? Ngồi vừa mới ghi chép xong rồi ngồi ngay ở đấy. 2cl đọc là tiếng Anh là gì ạ? 2cl. Vâng, 2cl of rum. Ok. Cô sẽ đọc vào đây 2cl of rum. 2cl. Đóng nắp lại nhá. Chúng ta mới để về chỗ. How many centiliters of Malibu? How many? 3 centiliters. All right. And how many centiliters of pineapple juice? How many? 10 centiliters of pineapple juice. Okay. 10. Okay. And condensed milk. How many condensed milk? How many CL? Các bạn nhớ nhá. Nếu như em đọc là CL cũng được, hoặc em đọc là centiliters nhá, hoặc em đọc là milliliters, được chưa? Nếu như là centiliters thì em sẽ là 2 centiliters hoặc là 2 CL.
Còn nếu như mà em đọc là millilit thì em sẽ đọc là 20 millilit, được chưa? Hoặc là ml, nếu em đọc là millilit thì em có thể đọc là ml hoặc là cl, ml, được chưa? Choose, cô sẽ không cần, cái này cô sẽ ước lượng, cô sẽ không cần phải rót vào cái cốc đựng kia nữa. Ok, choose centilit. Thế that's enough. Đã đủ chưa? All ingredients. Did I put all ingredients into the shaker? It's ready to shake now. Đã sẵn sàng để rót chưa các em? À, để đắc chưa? Can I knock it? Can I shake it now? Can I shake it? Inside there are 10 cl of pineapple juice, 2 cl of rum, 3 cl of manihu, and then 2 cl of condensed milk. It's okay? Now, I put the ice inside. Ice. Okay. To half of the shaker ice. That means it's about 5 ice cuber. This one is ice cuber. Ice cuber, right? 3, 4, and 5. Okay. And cover. Then shake it well. Second. Okay, that's good. Pour into the glass. Can you see? Okay. Đó, 16 cell cái nguyên liệu đấy ạ, được đong tách ra đây rồi. Cái vẫn còn hơi xa một chút xíu so với cái miệng. Cô sẽ rót làm sao cho nó cách miệng khoảng tầm 1,5 cm, nên cô sẽ sử dụng thêm cái phần đá bên trong. Cho thêm một viên đá vào đây nữa. Đúng ạ. Và cô sẽ lấy đá ở ngoài, cô đang rót nốt đấy ạ, vì là mở nắp ra thì nước nó sẽ tràn ra này. Rồi, ok, cho một viên đá vào. Cái còi đi rửa cho mẹ nhá. Nhưng phải xuống dưới tầng, còn nó sẽ bị. À thôi, không cần đâu, cứ để tí mẹ rửa, bởi vì chút thứ mẹ dùng không thì mình xách cơ. Không cần đâu. Ok. Đây là toàn bộ ly cốc tay pina colada cô vừa mới thao tác. Các bạn vừa nhìn thấy toàn bộ quá trình đúng không ạ? Được pha ra từ những nguyên liệu nào đấy ạ? What is ingredients? What are its ingredients inside? Mr. Trung. Tell me the ingredients again. Chung, please. Ingredients. Quickly, nhanh nào. Chung. Em không tập trung gì cả, dạ mới dơm gì. Câu hỏi gì có biết không? Tell me, what are the ingredients inside the glass? The cocktail. This is cocktail pina colada. So what is ingredients? Tell me. Pina colada.
Gally squeezed a slice of pineapple juice and a straw. Chung, tell me ingredients. Trời ơi, cái anh này học hành thế à, không điểm. Bạn Hương Hiếu nào. What are ingredients? Tell me. Cái gì đấy? Từ nãy giờ không để ý đầu óc và học thì từ bây giờ học là thuộc rồi đấy. Đây cũng chính là một phần trong cái phần bài viết về assignment của các bạn mà. Các bạn làm được, các bạn học luôn trong giờ đấy là tốt. Viết lại luôn rồi lấy cái phần đó mà viết vào trong bài của các bạn. Trời ơi, lười quá. Nào anh Trung, anh đã sẵn sàng chưa? Tôi thật là thất vọng với cả đồng chí Trung á. Đồng chí Hiếu thì sao? Tell me ingredients. Are they in the cocktail? Pina colada. This one. Hiếu, are you ready? Trời ơi, anh ghi chép lại anh có phải nhanh hơn không mà anh còn phải hình ảnh mới chào hình ảnh. Thời gian cô cho bạn đủ để bạn có thể ghi chép và dịch sang tiếng Anh rồi đó. Các bạn học thụ động quá. Nào. Các bạn nào xung phong không ạ? Đặng Huyền Trang nào.